Đây là đài giao tiếng truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, phát đi từ Sài Gòn. Lịch sử được ghi chép lại bằng những con số, cột mốc và sự kiện. Nhưng lịch sử được viết nên bởi những con người dám dấn thân, chấp nhận thử thách để chinh phục tầm cao mới. Kể từ giây phút phát sóng đầu tiên đầy xúc động vào ngày 1 tháng 5 năm 1975, 45 năm qua, tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, biết bao thế hệ đã trưởng thành, cống hiến để viết tiếp những trang sử truyền thống đầy vinh quang. Mỗi một người họ đều là một mảnh ghép để chấp cho cánh sóng HTV luôn mãi vươn xa. Hơn 45 năm qua, cùng với vận mệnh chung của quốc gia và thành phố, HTV đã trải qua những thăng trầm, thử thách. Nhưng cũng giống như sức sống mạnh mẽ và sự trưởng thành trong gian lao của dân tộc Việt Nam, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vẫn từng bước tiến lên, càng khó khăn càng thể hiện được bản lĩnh và năng lực của mình. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha anh đi trước, nhưng vẫn không bỏ quên sức mạnh của thời kỳ hội nhập, thế hệ kế thừa đã và đang đưa HTV đến gần hơn với khán giả màn ảnh nhỏ, khẳng định được thương hiệu của một đài truyền hình lớn thứ hai cả nước. Cánh sóng HTV đã bay đi muôn nơi, mang đến cho khán giả trong và ngoài nước những chương trình truyền hình chất lượng, những tin tức cập nhật và tin cậy. Từ chỗ chỉ có hai kênh HTV9, HTV7 thời kỳ đầu thành lập, đến hôm nay, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã có bước tiến mạnh mẽ với 7 kênh truyền hình quảng bá và 10 kênh truyền hình trả tiền phát sóng liên tục bằng nhiều hình thức hạ tầng truyền dẫn, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người xem. Kính thưa quý vị, suốt 45 năm, chúng tôi vẫn làm việc bằng cả sự nhiệt tâm và trách nhiệm để mang đến cho quý khán giả những thông tin chính xác và cập nhật những chương trình thú vị và giàu ý nghĩa. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược, từ vùng núi cao đến hải đảo xa xôi, phóng viên trung tâm tin tức của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt để ghi nhận những hình ảnh chân thực và đưa những thông tin cập nhật nhất đến khán giả xem đài. Thời đại công nghệ số đặt phóng viên thời sự vào những thách thức chưa từng có, nhưng cũng mang đến cơ hội cho những nhà báo chân chính. Khi tin tức càng tràn lan, thì công chúng càng khát khao sự thật. Những phóng viên trẻ tại HTV đang làm việc bằng sự chính trực, lòng quả cảm, tinh thần dám đương đầu cùng thử thách để hoàn thành sứ mệnh của mình. Bằng phong cách, tư duy làm báo hiện đại, họ đã ghi chép lại dòng chảy của lịch sử và xã hội không chỉ bằng hình ảnh mà còn bằng cảm xúc. Với 7 bản tin, chương trình tin tức, thời sự trong ngày, đội ngũ trẻ thuộc trung tâm tin tức luôn kịp thời và chủ động cập nhật đến khán giả thông tin ở góc nhìn toàn cảnh, khách quan và trung thực. Khi mà mình nhận được bất kỳ một cái nhiệm vụ nào từ cấp trên giao cho mình đó, thì cái tâm thế đón nhận duy nhất của mình đó là mình phải làm sao để hoàn thành cái nhiệm vụ đó một cách tốt nhất. Và mình đặt ra một cái nguyên tắc cho bản thân mình, bởi vì mình là người phóng viên của mảng thời sự đó, thì mình luôn phải cố gắng làm sao mang đến những cái thông tin mà nhanh nhưng mà phải thật sự chính xác
bởi vì mình đóng vai trò là định hướng dư luận của một kênh truyền hình chính thống. Và tôi nghĩ rằng đó là cái nhiệm vụ rất lớn của người làm thời sự trong bối cảnh hiện nay. Khi mà mình làm thời sự và mình là một thành viên của HTV thì dù là bất kỳ một cái sản phẩm nào, dù là một tin nhỏ nhất hay là một cái bài phóng sự dài, thì mình đều phải tâm niệm là mình phải làm một cách tốt nhất, bởi vì đó là sản phẩm và là hình ảnh, là thương hiệu của HTV. Một trong những chương trình ghi dấu thương hiệu HTV trong lòng khán giả chính là cuộc đua xe đạp cúp truyền hình có tuổi đời trên 30 năm. Đây là sự kiện được hàng triệu người dân cả nước mong chờ trong những ngày mừng non sông thống nhất. Bằng kinh nghiệm tích lũy cùng sức bật của tuổi trẻ, Ban Thể dục Thể thao HTV luôn cải tiến không ngừng để diễn biến các chặng đua được truyền tải một cách sát sao, trọn vẹn nhất đến khán giả. Chính niềm tin yêu của công chúng đã thôi thúc đội ngũ trẻ, khiến họ luôn phải sáng tạo, giúp họ vượt qua mọi trở ngại thời tiết, địa hình, áp lực về cường độ công việc để mang đến cho người yêu thể thao những chương trình gay cấn và ấn tượng. Sự nhạy cảm với thời cuộc cũng giúp HTV đi tiên phong trong nhiều sự kiện thể thao độc đáo. Bản chất của chúng tôi vẫn là truyền hình truyền thống, vẫn là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nên làm sao giữ chân được khán giả ngồi trước màn hình TV, bật các kênh sóng của HTV để xem, thì đó mới là mong mỏi lớn nhất. Và để đạt được cái mong mỏi này thì đó là một cái nỗ lực phải rất là lớn, bởi vì thách thức ngày càng nhiều. Chúng ta phải làm thế nào đó tạo nên một sản phẩm đặc biệt mà chỉ riêng HTV có thôi. Thì hiện nay thì tôi nghĩ là không chỉ tôi mà rất nhiều bạn trẻ của HTV và cả các anh chị kỳ cựu nữa cũng đang có chung mong mỏi này và đang ngày đêm tạo nên cái sản phẩm đặc biệt đó. Thì khi họ đến với HTV, họ xem cái kênh truyền thống của HTV thì họ phải muốn xem chương trình đặc biệt đó thì họ phải buộc mở kênh HTV để xem. Không đến trường vì dịch cúm, nhưng các kỳ thi vẫn đến gần. Các bạn học sinh sẽ ôn luyện thế nào đây? Đã có chương trình ôn tập trực tuyến trên HTV. Với chức năng phổ biến kiến thức thiên về tính học thuật và lý luận, các chương trình khoa học, giáo dục, các chuyên đề về chính trị, xã hội trên kênh sóng HTV cũng đã có những cách thay đổi diện mạo, làm sao để vừa có thể giữ người xem trong những khung giờ phát sóng, vừa không đánh mất bản sắc. Từ một chuyên gia học thuật có tính hàn lâm, chương trình khoa giáo chuyển dần thành một người đồng hành trẻ trung, một người bạn dám tranh luận và phản biện. Những phóng sự đậm chất chính trị, xã hội là đặc sản của ban chuyên đề cũng tìm thấy cho mình cách thể hiện mới, gần gũi hơn với cuộc sống và mang dấu ấn sáng tạo của thế hệ trẻ. Thì những cái chuyên đề mang cái hơi thở cuộc sống, như là những câu chuyện đẹp về những người tốt việc tốt, và mới nhất hiện nay là những chương trình Người Trong Cuộc. Thì mỗi một chương trình, mỗi một cái đề tài anh em đều khai thác ở cái góc độ là vừa đảm bảo cái tư tưởng chính trị mà vừa mang cái hơi thở cuộc sống của người dân vào trong chương trình. Thế hệ trẻ thì các bạn có thể nói là các bạn năng nổ hơn, giỏi giang hơn, các bạn cũng tiếp thu được cái truyền thống của HTV mình, đó là cái tinh thần phục vụ, nỗ lực hết mình cho mỗi chương trình với chất lượng tốt nhất, hay nhất mà các bạn có thể làm ra. Với khát vọng giữ gìn bộ môn nghệ thuật mang bản sắc văn hóa phương Nam, cũng như phục vụ cho bà con đam mê cổ nhạc, Dần Trăng Cổ Nhạc là chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên về nghệ thuật cải lương được HTV thực hiện, mở ra bước phát triển mới cho sân khấu cải lương trên sóng truyền hình. Từ cảm hứng đó, những chương trình đơn ca tài tử cải lương lần lượt ra đời như Chuông Vàng Giọng Cổ, Ngân Mãi Chuông Vàng đã nhận được sự yêu thương của những mộ mộ điệu trên khắp cả nước. Đừng ngại ngần có tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Trên chưa dư trong
cho gì với anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Song song đó, các chương trình ca nhạc cũng ngày càng được nâng cao về chất lượng và hình thức thể hiện, áp dụng những kỹ thuật truyền hình tiên tiến trên thế giới để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả. Đội ngũ biên tập ngày càng được trẻ hóa và phát triển theo hướng đa năng, biết cập nhật những xu hướng mới để tiếp cận gần hơn với công chúng trong bối cảnh nhạc số hiện nay. Thêm vào đó, họ vẫn không quên những giá trị truyền thống tốt đẹp, mong mỏi khơi gợi lòng yêu quê hương, đất nước của bạn xem đài thông qua âm nhạc và nghệ thuật. Tổ quốc gọi tên với lịch sử phát triển của HTV, hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm qua cũng ghi dấu trong lòng khán giả bằng những bộ phim truyện, phim tài liệu, phóng sự, chuyên mục trong chương trình tạp chí văn nghệ. Đặc biệt phải kể đến mảng ký sự truyền hình. Từ Mê Công ký sự Hỏa Xa, Hành Trình Theo Chân Bác đã tạo nên những tiếng vang lớn đối với ngành truyền hình cả nước. Và hôm nay, TFS cũng có những bước chuyển mình đầy ngoạn mục. Trong những năm gần đây, chúng tôi được sự ủng hộ của lãnh đạo đài và lãnh đạo TFS đã thực hiện một chương trình mới gọi là chương trình Cuộc Sống Và Những Điều Kỳ Diệu. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, tất cả đều chung sức chung lòng, quyết tâm làm sao xây dựng chương trình với cách thể hiện hoàn toàn khác biệt so với cách làm truyền thống. Tức là chúng tôi đưa vào những cái người dẫn chuyện rất là trẻ trung, sinh động và cái cách dẫn cũng hoàn toàn không lệ thuộc vào cái khung hình như trước đây. Mà chúng tôi thể hiện cái ngôn ngữ cuộc sống đời thường. Chúng tôi gắn bó với cuộc sống, lắng nghe cuộc sống và chuyển tải ngôn ngữ của cuộc sống bằng tất cả những gì dung dị nhất, mộc mạc nhất, chân thành nhất. Và tôi nghĩ rằng điều này nó phù hợp với xu hướng làm truyền hình hiện nay. Và chúng tôi cũng có một chút tự hào là qua vài năm chạy chương trình Cuộc Sống Những Điều Kỳ Diệu với cách thể hiện mới hoàn toàn, thì cái sự phản hồi của khán giả, của anh em đồng nghiệp trong đài rất là tích cực. Mong muốn tạo ra những tác phẩm có hàm lượng thông tin dồi dào, cách thể hiện đậm tính nghệ thuật nhưng vẫn phải đáp ứng thị hiếu của khán giả chính là động lực thôi thúc những người trẻ tại TFS thay đổi, dám chấp nhận thử thách, không sợ vấp ngã, sẵn sàng thử nghiệm và đưa vào sản xuất nhiều nội dung hoàn toàn mới, phục vụ đa dạng nhu cầu và sở thích của công chúng. Bên cạnh những cái chương trình mà tự HTV sản xuất vốn đã khẳng định được trong lòng khán giả và bạn xem đài, thì từ nhiều năm qua thì HTV cũng đã huy động được nguồn lực xã hội để mà sản xuất các chương trình xã hội hóa. Và những chương trình xã hội hóa này có thể nói là đã đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khán giả và được khán giả quan tâm và ủng hộ. Và có thể nói là với những chương trình xã hội hóa này thì biên tập viên của chúng tôi không buông lơi cho đơn vị đối tác, và chúng tôi thường đồng hành với các đơn vị đối tác này từ khâu ban đầu là lên kịch bản cho đến lựa chọn khách mời, rồi người dẫn chương trình, chỉnh sửa nội dung và làm sao mà để mà thành phẩm khi mà ra mắt khán giả, chiếu lên sóng thì có thể là những cái sản phẩm mà hoàn hảo nhất. Được chọn lọc kỹ càng, dày công chăm chút, nhiều chương trình giải trí trên sóng HTV đã khiến khán giả chủ động ngồi trước màn hình đón xem từng số phát sóng, đứng đầu danh sách tìm kiếm, chia sẻ trên mạng xã hội và kênh YouTube,
bởi lẽ chúng không chỉ mang tính giải trí cao mà còn giàu giá trị nhân văn, lan tỏa tiếng cười, truyền đi thông điệp yêu thương con người và cuộc sống. Trước đây những cái file thành phẩm như vậy thì đối tác sẽ trực tiếp mang thẳng đến đài giao cho biên tập. Thì giờ đây cái công việc đó không cần thiết nữa, là nhờ có ứng dụng. Cái ứng dụng này được sáng tạo và bởi đội ngũ IT của HTV. Và nhờ ứng dụng đó thì bây giờ biên tập chỉ cần là vô cái đường link và tải cái file của đối tác về, rồi từ đó là sẽ up lên hệ thống phát sóng. Nhờ có ứng dụng đó mà biên tập của HTV và đối tác đã tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Kính thưa quý vị, để có được những chương trình chất lượng đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả, thì ngoài đội ngũ phóng viên, biên tập viên trực tiếp sản xuất chương trình, chúng tôi còn một lực lượng hùng hậu kỹ thuật viên, truyền dẫn phát sóng, phát hình, tạo nên một khung xương vững chắc để cơ thể HTV ở tuổi 45 vẫn luôn tráng kiện. Một con người để có thể học tập, làm việc và cống hiến, ngoài trí tuệ, học vấn, khả năng giao tiếp, ứng xử, thì sức khỏe tốt và một khung xương vững chắc là vô cùng cần thiết. Tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ kỹ sư IT vẫn ngày đêm giữ cho cơ thể HTV luôn khỏe mạnh. Để hiểu được tầm quan trọng của các yếu tố kỹ thuật, hãy tưởng tượng. Sau một ngày làm việc, bạn về nhà và xem chương trình truyền hình yêu thích. Bạn sống trọn với cảm xúc và đam mê, tận hưởng những phút giây thư giãn. Thì bỗng TV mất tín hiệu vào lúc gay cấn nhất. Bạn bực tức, tìm mọi cách và đành bất lực. Đó là điều HTV không để xảy ra. Chính vì thế, các trạm biến áp công suất lớn, hệ thống nguồn điện dự phòng gồm 4 máy phát điện kết hợp bộ lưu điện UPS, các bồn ngầm dự trữ dầu sẵn sàng cung cấp điện trong 48 giờ không cần điện lưới quốc gia, 18 máy phát điện lưu động đã được đài đầu tư xây dựng và giao quyền quản lý cho ban kỹ thuật cơ điện lạnh với mục tiêu là đảm bảo mạch máu luôn thông suốt phục vụ cho công tác phát sóng tại đài. Sở dĩ điện có tầm quan trọng như thế là vì từ ngày thành lập đến nay, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình phát sóng, cập nhật những máy móc, thiết bị điện kỹ thuật cao phục vụ ghi hình và công tác hậu kỳ, sao cho vừa phù hợp với tình hình thực tế, vừa khai thác được thế mạnh của thời đại mới, khi mà ai làm chủ công nghệ sẽ có khả năng đi xa và nhanh hơn. Trong những lần chuyển giao công nghệ đầy quan trọng ấy, vai trò của ban quản lý kỹ thuật là rất lớn. Khi mà ban tổng giám đốc đưa ra một cái yêu cầu chuẩn bị nghiên cứu và đưa ra những cái ứng dụng mới cho một cái quy trình sản xuất nào đó, thì ban quản thực sẽ tiếp nhận nhiệm vụ và đi tìm hiểu, nghiên cứu các cái ứng dụng trên thế giới và sau đó sẽ lựa chọn những cái hệ thống, những cái ứng dụng nào mà nó gần tương thích với lại sản xuất của đài. Sau đó sẽ đi liên hệ với các nhà cung cấp hoặc là các cái đơn vị mà đã sử dụng cái hệ thống đó, đi học hỏi, nghiên cứu và đề xuất. Thì sau đó đài sẽ đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất và phát sóng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã được thể hiện rõ qua những cầu truyền hình, những chương trình trực tiếp hoành tráng, nối liền khoảng cách giữa mọi miền tổ quốc. Đội ngũ HTV đã có mặt ở đủ địa hình, vượt qua nhiều hoàn cảnh khó khăn, xử lý các vấn đề nan giải để mang đến cho khán giả những khung hình đẹp và chất lượng.
Còn nhớ vào năm 2014, HTV thực hiện cầu truyền hình hát cùng JK1 thân yêu. Khi chương trình diễn ra, cả những người có mặt tại chỗ lẫn khán giả theo dõi qua màn ảnh đều ngập tràn cảm xúc. Đối với những cái phần việc mà nó tương đối mới, ví dụ như là kết nối từ phía tàu lên nhà giàn, đó là những phần việc mà chưa từng có, chưa từng thực hiện trước đây. Thì anh em kỹ sư sau khi đi khảo sát về thì anh em kỹ sư mới ngồi họp lại với nhau để tìm ra cái phương án tốt nhất để có thể triển khai. Mình luôn đảm bảo là sẽ phải có cái tính dự phòng, có đường chính và có đường dự phòng, làm sao để đảm bảo cái an toàn phát sóng là trên hết. Còn đối với những cuộc đua như cúp truyền hình, khi mà cần phải truyền hình trực tiếp thì các anh em cố gắng là hình dung được những cái quãng đường, những cái vị trí mà anh em sẽ phải công tác. Ở những vị trí đó thì tùy theo cái địa hình, nó sẽ có những cái địa hình khác nhau, thì mình sẽ cần phải những cái đường truyền khác nhau. Trong năm 2019, lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các chặng đua xe đạp đều được truyền hình trực tiếp, mang đến cho khán giả trải nghiệm hoàn toàn mới. Để có được thành quả đó, không thể không kể đến công sức của anh em thuộc Trung tâm Truyền dẫn Phát sóng Đài HTV. Với chức năng phụ trách từ khâu tổ chức ghi hình đến việc truyền dẫn các chương trình sản xuất bên ngoài đài về lại trung tâm phát hình, họ là những người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật đường truyền để đưa đến khán giả những hình ảnh trực tiếp đầy sống động. Tất cả sự đầu tư về con người và kỹ thuật tiên tiến đó đều nhằm mục đích duy nhất là mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần mang đậm thương hiệu HTV. Nhưng để các chương trình đến được với người xem thì cần phải thông qua trung tâm phát hình thuộc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây được xem là chốt kiểm cuối cùng về kỹ thuật của các file phát sóng. Đây cũng là đầu ra cuối cùng để từ trung tâm này thành quả sáng tạo của đội ngũ đài theo sóng bay đi khắp mọi miền. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chuyển. Đặc thù công việc của trung tâm phát hình là đảm bảo cái an toàn và an ninh phát sóng tuyệt đối cho các kênh sóng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây thì anh em tôi và các anh em làm việc là không có phân biệt ngày đêm hay là lễ Tết. Anh em luôn cố gắng để đảm bảo cái công việc là mình kiểm soát cái chất lượng file phát sóng và cái đầu ra của các kênh sóng là tốt nhất để truyền đạt đầy đủ thông tin. Báo chí đang đứng trước những thách thức lớn, nhưng thách thức nào cũng mang đến cơ hội. Đây là cơ hội để đổi mới chính mình, cơ hội để tái sinh báo chí. Sự tái sinh ấy bắt đầu từ chính thế hệ trẻ hôm nay. 45 năm qua, tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, công việc vẫn luôn tất bật, đòi hỏi sự tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả các phòng ban, để ai trong chúng tôi cũng đều tự hào nói rằng chúng tôi là những người giữ sóng. MC chuẩn bị chào hết. Kêu. Kính thưa quý vị, đến đây thì phim tài liệu HTV 45 năm Những người giữ sóng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Tiếng nói quê hương, nói xa dặm trường, nói những phi thường.